Honda City nha anh chị. Honda City 2018, một chủ mua mới biển Bình Dương, gốc Bình Dương, vừa mới về bên công ty ô tô Duy Tâm. Hộp số tự động nha anh chị. Xe chạy 50.000. Cái này bên Tâm bán 440 ha. 440 triệu cho con Honda City đời 2018, một chủ mua mới, xe rất là mới luôn. Đèn đuốc cực kỳ sáng anh chị. Mặt ca lăng ca đầu này. 440 có ngay con Honda City 2018. Quá đẹp, quá xuất sắc. Vỏ còn được hai cái vỏ sau, vỏ trước thì thay mới rồi. Nội thất thì ghế bọc da, màn hình cam lùi, phim cách nhiệt. Đó, đồ chơi thì cơ bản cũng đã được trang bị đầy đủ hết rồi. Bây giờ anh chị mua về thì không cần phải làm gì nữa hết. Riêng con xe này theo Tâm đánh giá là một con xe hoàn chỉnh nhất có thể luôn. Và bên Tâm sẽ cam kết cho nhà mình là xe nguyên zin, không một lỗi nhỏ. Cam kết cho nhà mình bằng văn bản rõ ràng ha. Biển số là 49993. Xe này là đèn đuốc gì là mới tinh hết anh chị. Vỏ lớp là còn theo xe luôn, được hai cái vỏ sau còn riêng theo xe, vỏ trước đã thay mới rồi. Đây anh chị thấy còn nè, 2018 nè. Đó. Nội thất thì miễn bàn. Nội thất sạch sẽ, mới mẻ. 440 nha anh chị, chằng 5D rồi. Ốc tán như mới, mới lắm. Sản xuất 2018 nha anh chị. Cân bằng điện tử nè. Vô lăng nè. Ga tự động Cruise Control nè. Lẫy số thể thao nè. Khởi động Start Top nè. Chìa khóa thông minh còn đủ ha. Một hay hai không biết. Xe kia còn hai, xe này không biết còn đủ được hai không. Cục số nè. Có màn hình đầy đủ nha. Cam lùi có hay không thì không biết. Ba này Tâm hay bị bà con bắt lỗi lắm. Có cam lùi đầy đủ nha. Bởi vì mình thấy nó có màn hình, mình nghĩ có cam lùi, cái mình nói có cam lùi là không có. Bắt đầu là nó rất là mít lòng, nên mình kiểm tra luôn. Odo là chạy được bao nhiêu cây số rồi. Sáu chục ngàn. Gương gập điện nhẹ nhàng, ốc tán đẹp lắm. Ốc tán rất là đẹp. Anh nghe. Vào nó ghé đó chưa? Thì nó còn đi công chuyện của nó nữa. Em chạy xuống Bình Dương đi rồi em bắt ráp giờ lại Bảy Chung cũng được. Xuống Bình Dương đi. Anh đang quay video sắp xong rồi. Xuống tới Bình Dương anh gửi liền. Xe đẹp lắm chị, xe rất là đẹp luôn. Bốn trăm tư có ngay con City 2018 số tự động, xe rin nha. Cam kết cho nhà mình là xe nguyên rin, lỗi Tâm chịu hết cho. Thùng bọng đẹp. Nội thất đẹp.
ốc tán nè anh chị coi nè, đẹp không? Chút nữa mà anh chị coi cái máy anh chị mê luôn, cái máy trắng bóc luôn, ốc tán đã lắm. Xe quá đẹp đúng không anh chị, quá đẹp luôn. Coi cái gầm nè, dưới cái máy nha, gầm gầm mới ghê không, coi cái máy của nó mà không mê nữa thôi. 440 anh chị, 440 Honda City 2018, khoa mới rồi, mâm nhiều cây rồi, gương kiến riêng hết, máy móc nguyên riêng, đăng kiểm tới tháng tới 2024. Rồi thấy cái máy này anh chị không mê nữa thôi, cái máy đã lắm, nhìn cái máy nè, máy đúng đỉnh luôn ha, mới gì mà nó mới, máy rất mới anh chị. 440 triệu ha, có ngay con Honda City mới tinh, tha hồ sử dụng. Thắng ABS 4 bánh luôn nha. Chị thấy máy mới không? Đây là thắng ABS nè. Ở dưới đó mà nó còn trắng bóc luôn, ở dưới sát ở dưới đất á. Nhớt ok nha, không sợ đâm đụng, không sợ ngập nước nha anh chị. Máy móc là nguyên rin 100% nha. Cabo chưa ra nha anh chị, keo chỉ là rin hết, bao đẹp. Quá mới, quá xuất sắc cho con xe Honda City đời 2018. Một chủ mua mới, gốc Bình Dương, biển Bình Dương. Mới ơi là mới. Bán cho nhà mình là 440 triệu, bao rút hồ sơ gốc. Bao cho nhà mình là kiểm tra và check hãng, bảo hành 1 năm. Cam kết xe nguyên rin, máy móc nguyên rin. Keo chỉ là không mắc một tí nào. Cửa cốp capo là chưa mở. Một đời chủ mua mới. Xe không đâm va, không ngập nước. Cam kết cho nhà mình bằng văn bản rõ ràng luôn. Nếu như cô chú anh chị thật sự có lòng tin thì hãy đến ngay công ty ô tô Duy Tâm, bên em sẽ có văn bản cam kết cho nhà mình. Và những sản phẩm như thế nào thì Tâm sẽ nêu rõ ở trên video này, và cũng như là cho cô chú anh chị mình kiểm tra lại minh chứng rõ ràng. Ưng ý thì chốt, bên Tâm sẽ bán bảo hành cho nhà mình là 1 năm. Và cam kết cho nhà mình là những cái lỗi lầm là hiện tại là cái xe này nó không có. Nếu như trong phạm vi 7 ngày anh chị mua xe về mà phát hiện ra một trong những cái lỗi mà bên Tâm cam kết mà cái xe mình nó phát hiện nó không có đúng như cam kết thì trả lại xe và hoàn lại tiền, không có mắc tiền gì hết nha. Cho bà con cô chú anh chị mình yên tâm khi mà chọn lựa giao dịch mua bán dưới bên ô tô Duy Tâm thì phải yên tâm về mọi thứ luôn, về mặt tài chính nè, rồi sản phẩm nè, chất lượng nè, cam kết nè, thì không có phải lo gì hết khi mà đã đến với ô tô Duy Tâm để chọn lựa mua cho gia đình một sản phẩm để về phục vụ làm chân đi lại thì yên tâm nha. Liên hệ bên Tâm là có ngay sản phẩm tốt. Tâm xin kết thúc video ở đây. Xin bà con hãy bấm nút đăng ký cho Tâm nha. Đăng ký để ngày càng có nhiều người biết đến ô tô Duy Tâm, để Tâm có điều kiện để phục vụ cho quý khách hàng và có điều kiện để mua nhiều sản phẩm hơn. Đó, để làm cho bà con có được cái niềm tin khi mà đến với ô tô Duy Tâm giao dịch và mua bán làm ăn. Tâm xin chào và xin hẹn gặp lại ha. Đẹp lắm anh chị.